Cách đây ít ngày, Ed đã gửi tới cho anh em rất là nhiều sự thay đổi thú vị tại máy chủ thực nghiệm, từ cơ chiến trường là xóa rơi và cả địa tà thần mới lạ. Và clip này, TG gửi tới anh em là bài review chi tiết xây tận tay tới vị tướng chỉnh sửa cơ chiếu thức, thú vị lắm nhá. Chắc chắn khiến cho anh em mắt chữ O mồm chữ A luôn. Trước khi vào review, anh em cho TG xin một like, tăng thêm cái động lực nhé và chia sẻ cho bạn bè của mình tránh họ tối cổ nhá. Xin khuyến mại cho kỳ nghỉ hè anh em ơi, xua tan cân nóng cùng TNG shop chấm biên ngay thôi. Khuyến mại 100% giá trị thể nạp, nào 100k có ngày 200k. Còn đi quân vô tận cập nhật liên tục với giá rẻ nhất thị trường. Munich có ngay skin S chỉ từ 80k. Đặc biệt anh em để nhận tới 2 triệu đồng cùng với ạc liên quân không đồng khi bạn đăng nhập shop nhé. Đến ngay TNG shop chấm biên, giàn nhiệt và săn ạc cùng mùa hè ngay thôi nào. Đầu tiên là trừng trị, thời đại lắm trừng trị trở lại và còn ngon hơn xưa rất nhiều. Điều các bạn đang thắc mắc là cơ chế như nào? Vì khi xem máy chủ nghiệm ấy thì nó chưa cụ thể, phải có trải nghiệm thực tế. Và nhiều anh em đang tò mò cơ chế trừng trị mới có ảnh hưởng nhiều đến meta hay không. Rất có thể ở bên phía nhà làm game ấy, họ đã tham khảo cộng đồng anh em chơi game Việt Nam là quái đặc sản là trăng rừng, nên mình nhân lúc anh em được nghỉ hè ấy, lục lịch chuẩn bị tính năng mới mẻ này chăng. Cụ thể là hai hay là nhiều bổ trợ trừng trị, nhiều đồ rừng thì chỉ cần trong phạm vi 10m ấy, chỉ cần có quái rừng bị hạ thì tất cả anh em có đồ rừng hoặc đơn giản là trừng trị ấy đều sẽ nhận về một stack nội tại, kinh nghiệm và vàng, ngoại trừ hồi máu nhá. Theo TNG, meta sắp tới việc trợ thủ, top, mid và cả thằng xạ thủ cầm trực trị và farm chung ấy rất có thể xuất hiện. Và cũng như việc là bị cướp rừng nè thường xuyên xảy ra hơn rất nhiều, khi đó thằng khổ nhất ấy là thằng đi rừng nhé. Anh em sẽ phải căn trực trị sao chuẩn xác, đặc biệt là bọn Murat nè, Zenith, Triệu Vân, ID Ngộ Không. Khi mà bọn này vừa cần mùa xanh như kiểu bọn Murat, Triệu Vân lại là yếu để tự phòng thủ dọn đầu như kiểu bọn Murat, Zenith, Triệu Vân, ID Ngộ Không. Thành ra đồng đội cần phải quan tâm bọn này rất nhiều. Còn là con bài trợ thủ mà TNG khuyên dùng có thể cầm trừng trị như là Tachi nè, Aiza, Aris, Crescenia. Khi mà bọn này lại không quá phụ thuộc phép bổ trợ. Nhìn chung thì theo nghiệm của S nhá, Rank Việt nhà mình ấy thích cầm trừng trị là cầm thôi, chả nề nang con gì cầm hiệu quả đâu. Nên là anh em cứ xác định một mùa hè không điền luôn. Anh em có hào hứng với lần chỉnh sửa đây không? Nào là Aris cầm gươm Loki nè, rồi Tachi lên dịp Rea Thang đi trợ thủ nè. Wow, thú vị chưa? Đồng đội mà có 3 điểm thì bạn được 3 điểm cơ mà, thì thòi đâu đâu. Giờ thì farm thoải mái nhá, tránh tình trạng là đồng đội hộ farm lỡ ăn con lính quái. Kể cả là team ăn tà thần hay là rồng ấy, các bạn không dứt điểm được, các bạn vẫn có nội tại mà. Quan trọng là bùa đỏ bùa xanh là không giúp đỡ nhá, bạn vẫn phải là người dứt điểm. Thứ hai, Dashi. Việc bị giảm sức mạnh nhiều lần ở phiên bản trước và đặc biệt là ra mắt đồ trợ thủ ấy có khả năng hóa giải khống chế, khiến Dashi gần như biến mất khỏi bản đồ liên quân. Bằng chứng là ở 3 phiên bản gần nhất ấy, vị tướng này chỉ có khoảng 0.1% tỷ chọn, quá thấp so với thừa hoàng kim. Vậy nên Dashi làm lại toàn bộ kỹ năng, cụ thể nè, nội tại hoàn toàn mới. Ở giai đoạn đầu của Dashi sẽ tích nội tại khó hơn so với bản hiện tại, dẫn đến việc farm chậm hơn, hạn chế di chuyển khá nhiều, nên nếu được ấy, thằng trợ thủ cần giúp nhé. Và khi đạt max cấp chiêu hoặc là có 40% hồi chiêu, anh em có thể tích nội tại khá dễ dàng để cường hóa, bởi vì chúng ta có bùa xanh mà anh em, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Vì mất đi khả năng hồi năng lượng và gia tốc ở bản hiện tại thì tất nhiên rồi, anh em sẽ giảm mạnh khả năng hồi phục và trụ đường, nên các bạn có thể lựa chọn phương pháp là vận dụng Phượng Hoàng Lệ để hồi phục lên cấp khá ổn, có thêm đòn đánh thường cường hóa sau khi bạn tung chiêu thức. Đây là một điểm cộng cho nhiều anh em comment bảo là nó giống như là chiêu đại bác ở Cavity vậy, các bạn muốn dọn đánh nhanh ấy thì cần phải đứng thẳng hàng. Rất là nhiều ý tưởng hay ho của anh em. Dù ở đoạn đầu game không quá đáng sợ, nhưng khi đã có cho mình những món trang bị, ví dụ nhà gươm Loki khi đi rừng nè, hoặc là gươm tận thế khi bạn đi mid, thì sát thương khá đáng kể đấy, sốc khá ngon. Liệu có nên lên thêm cả thập tự kiếm cho Dashi không, như là kiểu Lily không nhỏ? Đó là nội tại, giờ chúng ta qua review chiêu 1 nhé. Chiêu 1 nè, không chỉ là mất đi giảm sát thương phải chịu, Dashi mất đi khả năng không bị chặn mục tiêu. Vì vậy khi Dashi băng trụ hay là băng xảo tranh ấy, vẫn sẽ bị dính những sát thương từ trụ nè, từ lính, quái và cả tướng địch bắn tay dễ dàng. Mặc dù là được bù đắp là giữ nguyên miếng khống chế và thêm một cái lượng giáp ảo, nhưng từng đó là sao đủ hả anh em? Dashi vẫn có thể gặp rất là nhiều nguy hiểm, đặc biệt là chiêu 1 cường hóa đã không có thể hồi phục mạnh cho bản thân khi các bạn đủ 4 nội tại cường hóa. Giờ chiêu 1 chủ yếu là điểm chỉ và miếng khống chế. Thực tế TNG chơi ấy thì cảm thấy rằng sát thương giảm nhiều quá, mặc dù cơ chế thay đổi khá là ngon đấy. Đó là chiêu 1, giờ chúng ta review chiêu 2 nhé. Chiêu 2 được cải tiến cực ngon, đam vẫn to và có thêm khống chế không khác gì Rodeon chiêu cuối. Sát thương bị giảm làm cho áp lực của Dashi ở những tình huống khép góc, cũng như đặt chiêu 2 dạng thường ở tâm điểm của chiêu cuối khi địch bị kéo về giảm áp lực rất lớn. Không hề có choáng ở dạng thường nhá, nhưng bù lại thì chiêu 2 khi bạn cường hóa 4 nội tại sẽ có khả năng là hất tung kẻ địch trên diện rộng và choáng. TNG đã thử chơi và cảm nhận chiêu 2 cường hóa nó khá là cân kèo với chiêu cuối Rodeon, nên nếu phải thủ trụ ấy, các bạn cứ spam chiêu để có thể có 4 điểm cường hóa và sau đó các bạn đặt chiêu 2 cường hóa kết hợp thêm một lần chiêu 2 vừa khống chế vừa gây đam siêu lớn đúng không nào.
anh em muốn khống chế kẻ địch với chuối ấy, giờ cần phải kết hợp chiêu hai để tối ưu khống chế và phải có sát thương bù sau. Vì không chỉ là cái lượng sát thương đâu mà cả hiệu ứng khống chế, nên chiêu hai cường hóa sẽ đóng góp vai trò cực kỳ lớn trong pha tranh hoặc là tranh chấp mục tiêu. Vì tầm chiêu hai cường hóa của anh em rộng lắm, nó kiểu như là chiêu Lorion tiên diện nói rồi. Và thời gian hồi liệu tại 4 điểm nó lại khá dễ hồi quá nhanh luôn chứ. Đó là chiêu hai. Giờ review chiêu cuối nào. Chiêu cuối bị giảm đáng kể sức mạnh, xóa đi 0,75 giây choáng khi kẻ địch bị kéo về từ chiêu cuối. Khả năng khống chế này tiên diện nói rồi, nó đưa qua ra chiêu hai. Chiêu cuối giờ anh em mà lại không có chiêu hai cường hóa thì chủ yếu là kéo kẻ địch về thôi, rồi địch chuẩn ngay được nếu không có khống chế hoặc là sát thương sốc bồi sau đó. Chốt lại nè, Dashi sẽ có tốc độ farm lính và đảo ganh chậm hơn so với phiên bản chính thức đang chơi ở đoạn đầu game. Nhưng về sau ấy, khi có đồ đạc, mọi chuyện nó lại đơn giản hơn với Dashi ở giữa cuối game. Nên khi các bạn đi rừng ấy, giúp cho anh em thể giảm nhanh thời gian lớn. Việc sát thương ở đòn đánh cường hóa giảm ấy, theo TNG là khá hợp lý. Vì giờ đây anh em chỉ cần sử dụng chiến thức bất kỳ đã có cho mình đòn đánh cường hóa đấy cơ mà. Mặc dù đòn đánh cường hóa này đam không khủng khiếp nhưng mà được. Đòn này ép trụ không phải dạng vừa đâu, cái gì nhiều quá đều phải giảm chút sát thương nhé, giống kiểu nội tại của Joker đâu. Combo anh em cũng phải thay đổi đi, nó giống kiểu là Zuka và Ngộ Không, các bạn tung chiêu xong là phải đánh thường để tung đòn cường hóa. Sau này anh em không còn phụ thuộc ở việc chỉ là sử dụng chiêu một để nhất chỉ, khả năng ao nhây nè, hồi phục của Dashi giảm đi đó đẹp. Lượng giáp ảo ấy nhìn có vẻ khá dày đến chiêu một nhưng thời gian tồn tại nó không quá lâu. Và với bọn xạ thủ thì Diệt Cung hay là Mora là nó quá đủ để vào qua lớp giáp này. Theo TNG nhá, khả năng sắp tới Dashi chiêu cuối sẽ chỉ còn tác dụng bắt lẻ ở giữa cuối trận đấu và phải có team kết hợp bồi đam hoặc là khống chế thêm, cũng như là công cụ để Dashi để tích được tại nhanh chóng hơn nè. Vì với chiêu hai cường hóa tầm rộng có thể gây áp lực lớn tới kẻ địch, nó gần giống với chiêu cuối của Dorian. Với việc nhiều hiệu ứng khống chế hơn, Dashi có thể càng được coi trọng hơn, đặc biệt trong đấu giải và những BO5, BO7. Rõ ràng là việc bị ngó lơ và chìm vào quên lãng của Dashi ấy không phải là vì thứ này không mạnh, mà là dễ bị khắc chế quá. Vì sát thương hiện tại mà Dashi gây ra vẫn rất là lớn nếu không cái tuổi thơ êm đẹp. Sát thương ở đoạn sau là cực kỳ khủng khiếp. Cùng chờ xem là tương lai Dashi sẽ bị chỉnh sửa như vậy liệu có mạnh hơn không nhé. Các bạn đừng quên để lại comment dưới video này để TNG đọc các bình luận và đánh giá của anh em sau khi coi xong review trải nghiệm nhé. Thứ ba, Badum. Đây là chất tướng trợ thủ đoàn tên tuổi của Khoa, cũng như những tình huống combo cực kỳ chuẩn xác. Nó ra mạnh trong giải từ những pha chưa một tốc biến để làm tiền đề bắt kẻ địch, cho đến những pha chiêu cuối địa giam chết chóc đều khiến khán giả xem anh chàng này thi đấu phải trầm trồ. Và đó lý do Badum bị giảm sức mạnh. Nội tại nè, xóa 1800 giáp mặc định khiến cho Badum ở đoạn đầu cũng như là đoạn cuối game ấy phần nào yếu đi khi bị ăn hiệu ứng khống chế và các bạn không thể dùng chiêu hay đánh thường. Bởi vì khi bạn không thể đánh thường ấy, các bạn sẽ không thể nhận về 3 giây giảm sát thương cũng như là khiến kẻ địch bị chịu thêm cái lượng sát thương gia tăng thêm 5%. Đó chính là lý do tầm đánh thường của Badum giảm nhé. Tức là sau này anh em chơi Badum ấy thì cố gắng sờ nhẹ vào kẻ địch, lợi mình, lợi team. Đó là nội tại, cùng review chiêu 1 nhé. Chiêu 1 à, giảm khả năng khống chế khi bạn hất tung về ấy, nó sẽ không còn làm chậm kẻ địch. Tuy nhiên khả năng bắt lẻ và gây hiệu ứng của Badum lên kẻ địch thiếu cơ động là vẫn có. Và để cân bằng lại, lượng năng lượng tiêu hao được giảm, dù anh em không quá lo ngại việc trả thiếu năng lượng để combo, vẫn là chiêu thức bắt chủ lực kẻ địch ngon, húc đầy vẫn tốt, chiêu 1 tốc biến vẫn là thực hiệu và cực lực cho anh em nhé. Đó là chiêu 1, giờ đi chiêu 2 nào. Chiêu 2 thay đổi cực lớn và tích cực. Badum sẽ giảm đi khả năng giúp rừng ở đoạn đầu game, cũng như là xóa đi nội tại đánh trúng mục tiêu giúp giảm thời gian hồi chiêu. Tức là Badum dùng chiêu 2 ấy, thời gian hồi sẽ chậm hơn nè. Bù lại, Badum sẽ trâu hơn với phần trăm biến thương căng hơn, cũng như là thời gian duy trì biến thương được tăng từ 1 giây lên 2 giây. Thêm nữa, khả năng làm chậm của chiêu 2 khi chúng kẻ địch ấy được tăng từ 1 giây thành 2 giây cơ mà. Có thể đây là sự bù đắp cho chiêu 1 chăng, khi chiêu 1 hất về không còn làm chậm kẻ địch. Lượng năng lượng giảm thì quá vui cho Badum khi có thể thoải mái spam chiêu. Tiên Gia thử nâng max chiêu 2 này, và khi bạn nâng max 6 cấp thì biến thương tăng rất là nhiều, đặc biệt là có thể cộng dồn lên tới 4 lần. Và tiên di được chức làm đó, không nhầm ấy, nếu chỉ một điểm ở chiêu 2, các bạn sẽ có khoảng 5%, 4 lần cộng dồn là 20% biến thương, và max cấp là 7,5%. Nếu các bạn nhân đến 4 lần cộng dồn, tức là chúng ta có 30% biến thương, ghê gớm biết chưa anh em. Nên nói thật là khi giao tranh đông, phải nói đơn giản là có lính cạnh bên ấy, thì việc đạt 4 lần cộng dồn khá dễ dàng. Đó là chiêu 2, giờ chúng ta cùng review chiêu cuối nào. Chiêu cuối sửa cơ chế cực lớn, tưởng ngon, cũng xoàng thôi. Đầu tiên là chiêu cuối Badum, các bạn sẽ không thể dùng bẫy bạ cũng như là tự do như trước đây vì cơ chế chuyển từ vùng chỉ định sang mục tiêu chỉ định. Phạm vi tung chiêu và tốc độ ra chiêu bị giảm, giúp cho bọn cơ động kiểu là Nagrod nè, Elan, Pain hay kể cả là bọn Heate, Zuka thể thoát ra chiêu cuối dễ dàng. Nhưng là bọn Elan, Borat, Brad có đủ thời gian để thể giật bắn lại hay đơn giản là dùng chiêu để ao. Thực tế thì tầm gần quá nên nhiều khi các bạn chả để cho nổi bọn Zue hay là Lily khi bọn nó đứng xa và giữ vị trí, hay là bọn Elsu nó đặn ngắm bắn. Thêm cái ấy, nó bù đắp cho thêm được chính là khả năng hất tung choáng kẻ địch khi hết điện giam.
Điều này là rất là ổn, vì nhiều khi các bạn úp được chủ lực địch xong ấy, thằng trợ thủ nó đứng lên che bốc đầu thì khó quá đúng không? Điểm hay của chiếc cuối dạng là chọn mục tiêu và bám được địch này đó chính là tìm và ganh bọn thiếu cơ động cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là bọn John Kell hay là ao bọn như kiểu là Floor, Batman không quá khó. Nên giờ anh em ấy, ngay cả khi được che ấy, thì thằng bị úp vẫn có thể dính thêm lần hiệu ứng khống chế. Tuy nhiên đổi lại nè, ba Doom bị xóa một loạt hiệu ứng khá quan trọng xoay quanh chiếc cuối. Tin gì nói thật là không hào hứng với chiếc cuối này cho lắm. Trước đây chúng ta dùng chiếc cuối tự do chôn kẻ địch, chôn bùa thoải mái, thì giờ đây chỉ có bắt tướng địch và các mục tiêu khác ấy, bó tay luôn, không làm gì được, thay đổi qua từng ngày mà. Nếu mà chiếc cuối này còn bám địch mà auto không thể né thì mới là ngon. Còn bây giờ bám kẻ địch mà gặp bọn cơ động kiểu Nagrod Mura nó cũng có thể out cơ mà. Còn qua bài test cho anh em thấy tiên di cầm Murad, cầm Na né các cú chôn của ba Doom rồi đúng không? Hên cái là anh em vẫn có thể chôn bọn Arum, Omen dễ dàng và bảo kê cho team. Chốt lại, ba Doom chắc chắn sẽ chống chịu cũng như gây lượng sát thương tốt hơn nếu các bạn có thể đánh thường vào kẻ địch. Khả năng khống chế với những kẻ địch kém cơ động và tầm tay ngắn là ok. Tuy nhiên chiếc cuối theo tiên di là khá tệ. Đầu tiên là không thể chôn xuống các mục tiêu đang tranh chấp nè, giảm đi khả năng công thủ trụ ba Doom khi các bạn không thể dùng địa giam để có thể khép góc từ xa. Giảm đi khả năng bảo kê từ xa, ví dụ nhà úp Arum, Volcat, Malok từ xa mà bây giờ các bạn phải thay bằng chính là phải áp sát. Trước kể là chiếc cuối ba Doom ấy vẫn bị chiếc cuối đi đắp chặn lại. Ba Doom theo tiên di ấy vẫn là con bài có thể chơi được, nhưng mà việc chỉnh sửa này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng người chơi, và tiên di tin chắc rằng với những em nào thích chơi kiểu dạng kỹ năng ấy sẽ không thích sự thay đổi đâu. Thứ tư, Jue là bị tướng bị xem là lối sát thương đúng không? Vậy nên sẽ phải chỉnh sửa ngay. Nhà game họ đã nước đi đánh thẳng vào khả năng sốc đam này, cụ thể là giảm khả năng ảo thuật khi giờ đây các bạn ấy, khi bạn đủ nội tại và thêm 0,5 giây cấm dùng chiêu khi chuyển từ trạng thái thường sang trạng thái cường hóa ở cả chiêu 1 và chiêu 2. Thêm một cảnh báo nhá, khi Jue vận dụng chiêu, cái này ấy, thì nó khác với cái cơ chế tia re của Elsu, nó phần giống kiểu dạng là chiêu cuối pain, kiểu là chuẩn bị tung chiêu, nó hiện ra vạch đỏ đó. Nhưng vì Jue có độ delay thấp hơn, nên nếu kẻ địch kém cơ động ấy, sẽ rất là khó để thể né chiêu, bởi nếu không tầm nhìn của Jue sẽ chẳng thể nào phòng kịp, dù các bạn tập trung như nào. Jue vẫn còn rất là mạnh vì cái lượng sát thương không hề bị động đến mà chỉ ảnh hưởng bởi tốc độ ra chiêu, nó giống kiểu con đi đắc, và có thể được bù đắp lại bằng cách đối trả đồng đội thêm hiệu ứng khống chế nhé. Thứ năm, Xenia là vị tướng mạnh hữu dụng trong team với khả năng hỗ trợ đồng đội khắp bản đồ với chiếc cuối. Hiện tại Xenia trong rank rất là khó kết hợp để có thể bảo kê các vị tướng xạ thủ theo cái lối chơi thông thường. Tuy nhiên thời gian tới anh nghĩ rằng có thể tận dụng Xenia nhiều hơn nhờ sự thay đổi và chỉnh sửa này. Nếu anh em để ý ấy, số vận của Xenia khá là hài hước khi mà mới nhận được tin vui tăng sức mạnh không lâu ấy, thì ngay sau đó đã bị chỉnh sửa về cái mặt thông số và trả lại như lúc ban đầu. Hên là cái cơ chế thì vẫn còn ngon lắm. Bù lại Xenia được thay đổi cái nội tại khi mà bây giờ ấy, anh em không cần đánh ba đòn liên tiếp mới có thể gây cái lượng sát thương phép. Cái nội tại mới này của Xenia ấy, có phần giống kiểu là Ryoma và Floor là cần thời gian để hồi và dùng nội tại. Và đó nội tại giờ review chưa một nào, chưa một sẽ ngon hơn. Giờ đây các bạn thì không còn sợ là bị phá lớp sắp ảo và không thể gây cái lượng sát thương nữa. Ngay cả khi các bạn lớp sắp ảo đã bị phá và nó vẫn kích nổ gây sát thương lên các kẻ địch xung quanh, TNG nghĩ đây là cái điểm cộng vì đầu game dễ bòn đi cái lớp sắp ảo này và mất hút luôn. Điểm cộng thứ hai là khi bạn đang vận cuối có thể tự do vận dụng chiêu một nhé, để khi bạn bay tới với đồng đội ấy, là thể bung lụa sát thương ngay. Đó là chiêu một, review chiêu cuối nào. Chiêu cuối, sự thay đổi này TNG nghĩ là rất cần thiết, đặc biệt là đeo đanh nhá. Xenia bay là anh em cứ chạy ra khỏi vòng thôi, cực kỳ bừng mình luôn. Đầu tiên các bạn sẽ có thể dùng chiêu cuối đồng thời kích hoạt chiêu một. Đây là cái điểm khác biệt mà TNG từng nói rồi. Với việc này các bạn có thể KS dễ dàng đấy. Tiếp theo, thay vì chọn như trước kia là anh em chỉ có thể đáp tất ở điểm cố định theo bạn bay tới, thì nay anh em đã có thể đi theo đồng đội như là cách chiêu cuối Alan vận dụng. Và ngay cả với con bài như kiểu là Pain dùng chiêu cuối thì Xenia vẫn không lo bị bỏ lại. Mặc dù có hiệu chỉnh một chút về cái thông số bút giáp và hồi máu, rồi cả miếng thương mất tâm, nhưng khả năng đeo bám đồng đội là cực tối ưu và có ích đấy. Giáp ảo thay miếng thương, nói thật với anh em ấy, lắm con nhà làm game họ sửa như vậy lắm rồi. Nhìn thì phê, nhưng gặp sang chuẩn ấy thì đó nhục. Chốt lại nhỉ, Xenia hoàn toàn có thể được trở lại trong meta này bởi khả năng bảo kê, vì hồi máu, tăng giáp và đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Xạ thủ sẽ không phải lo lắng và chờ đợi Xenia đáp xuống, mà thoải mái di chuyển né chiêu cũng như thả diều, mà lại không thể trượt chiêu cuối của Xenia. Lương yếu khống chế cũng như sức thưởng Xenia cũng có luôn nhé. Điểm duy nhất còn lan tăn ở Xenia là chính là chiêu cuối nó vẫn có thể bị ngắt khi đang vận chiêu tới đồng đội, nên các bạn phải chú ý. Và đó là các chỉnh sửa tuyệt vời TNG review và gửi tới cho anh em để các bạn thì chuẩn bị một tâm lý tuyệt vời nhất. Hy vọng là ở bản cập nhật sắp tới sẽ có nhiều điều hay ho hơn. Anh em đừng quên chia sẻ clip này cho bạn bè của mình để họ biết được các thay đổi và chuẩn bị tâm lý áp dụng nhé.